Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của cái tựa game này nó yêu cầu là các bạn phải chơi trong 45 phút và các bạn phải kiếm được 20 tiền xu và các bạn phải sinh tồn được 15 phút ở trong game này. Bên cạnh đó các bạn phải mời thêm 5 người bạn của mình vào chơi nữa. Thì hiện tại mình vừa mới vào game đang chơi ấy, thì nó reset server các bạn. Và sau khi nó reset server thì nó tăng lên á, là từ 45 phút thì các bạn phải chơi là 1 tiếng 15 phút các bạn. Thay vì kiếm 20 coin như bữa như lúc nãy thì nó update lên á là phải kiếm được 175 coin, phải nó update lên cái nó khó hơn các bạn, nó tăng cái số lượng thời gian chơi lên với lại số lượng tiền kiếm được lên đúng không ạ. Còn nhiệm vụ sinh tồn 15 phút với lại mời bạn bè thì nó vẫn giữ nguyên. Thì cách chơi của game này thì các bạn vào các bạn chế tạo virus các bạn, chế tạo virus, các bạn có một cái con robot ở trong phòng ấy, các bạn đi lấy virus, các bạn tiêm vào cho nó, xong nó sẽ sản sinh ra virus, xong rồi các bạn đem cái virus đó các bạn đi nghiên cứu là các bạn sẽ được một đồng xu. Do cái đoạn này nó update ấy, xong rồi cái mình tắt quay luôn nên là các bạn có thể vào các bạn tham khảo chơi thử nhá. Tại vì đấy thì cách chơi là các bạn cứ tạo virus rồi tiêm vào người con robot, xong rồi các bạn đem đi các bạn nghiên cứu thôi các bạn, thế là nó sẽ cho các bạn xu nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu, hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.